Yo, hello anh em. Vâng, chào mừng em quay trở lại với Kenshin Park và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Hôm qua mình có đăng xuất một hôm và hôm nay thì mình vừa mới chuyển sinh sang Tower Fantasy anh em ạ. Mấy tiếng, theo mình thì tựa game đấy nó cũng có rất nhiều thứ thú vị, nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta bỏ qua những tin tức của Genshin. Bởi vì theo mình ấy, sau khi trải nghiệm xong thì mình thấy rằng là Genshin vẫn là đỉnh của chóp. Ok. Vâng, đây là những cái thông tin về Genshin được cập nhật. Đầu tiên nó là về cái video trailer giới thiệu Sumeru, giới thiệu thêm một chút về cốt truyện khá quan trọng. Ok, mời anh em theo dõi nha. Vâng, cái thứ hai đó là về thông báo chương trình đặc biệt phiên bản 3.0. Ở đây thì như trang chủ đăng tin, như thường lệ thì vẫn là những cái giờ rất là ảo, 8 giờ sáng UTC-4 vân vân mấy mây. Theo mình thì anh em chỉ cần quan tâm đến ngày thôi. Ngày 13 tức là khoảng thứ 7 anh em ạ. Ngày 13 tức là khoảng thứ 7 tuần này nhé anh em. Và theo mình nếu như thời giấc nó không thay đổi gì ấy, thì sẽ là vào khoảng 7 giờ tối như thường lệ. Và sẽ live trên kênh Twitch. Vâng, vẫn là Twitch anh em ạ. Anh em còn nhớ cái vụ live lần gần nhất không? Đó là Deja Vu vũ trụ và vòng lặp vô hạn. Rất là chóng mặt và mình hy vọng rằng lần này live nó sẽ không bị như thế nữa nhé. Trên Twitch này anh em có thể xem trực tiếp hoặc là anh em có thể ghé qua kênh của mình để chúng ta cùng theo dõi chém gió các kiểu. Nếu như là mình không có bận gì cũng như là không bị trục trặc về máy móc hay là điện đóm thì mình vẫn sẽ live bình thường nhé anh em. Chắc chắn là phải nói trước như vậy rồi, bởi vì là chuyện gì nó xảy ra thì làm sao chúng ta biết được, đúng không anh em? Và chương trình cũng sẽ được đăng tải lên kênh YouTube chính thức vào lúc 12 giờ, thôi không đọc giờ nữa, vào lúc 11 giờ tối cùng ngày. Cụ thể là sẽ chiếu ở trên kênh YouTube. Và trên này thì sẽ có tiếng Việt anh em ạ. Vâng, đây chính là clip mà mình vừa nói đây. Tóm lại ấy, là vào ngày 13 thì anh em sẽ thấy cái chương trình live nhé. Và như thường lệ thì sẽ có cốt Nguyên Thạch. Nhưng mà theo mình thì trong cái chương trình live này thì nội dung của nó quan trọng hơn. Bởi vì là nó tiết lộ rất nhiều thứ về Sumeru. Một phiên bản rất là nóng và có thể là sẽ lấy lại được sự chú ý của Genshin. Đẩy sự chú ý lên cao hơn sau cái phiên bản 2.8. Vừa rồi cũng đã khá là thành công theo mình thấy. Ok. Vâng, tiếp theo là về phần tranh máy móc vĩnh cửu. Thì bình thường là mình cũng hay làm cái video hướng dẫn cách chơi ở sự kiện mới. Dạng như kiểu là thông báo với anh em, đúng không? Sau đó thì mình cũng sẽ đọc những cái infographic nhà phát hành cung cấp. Nhưng mà đặc biệt là cái tranh máy móc vĩnh cửu này thì mình nghĩ là đọc cũng không để làm gì anh em ạ. Bởi vì thực sự là cái màn chơi nó bố trí sẽ rất là khác nhau trong mỗi ngày. Và nếu như anh em gặp khó khăn thì một cái video hướng dẫn này cũng không thể nào chỉ được. Thường thì mình nghĩ rằng nếu có sự kiện mà nó giải đố thế này, nếu phức tạp thì nên làm một cái video riêng thì hơn. Ok. Mình sẽ đọc những cái thông tin quan trọng nhất thôi. Đó là thời gian bắt đầu sự kiện là ngày 12 tháng 8, tức là ngày mai thôi. Có sự kiện ngày mai, sau đó chơi sự kiện, sau đó ngày hôm sau anh em sẽ xem live, rất là bận rộn luôn. Ok. Vào lúc 9 giờ sáng và điều kiện hạng mạo hiểm AR lớn hơn 18, rất là ít thôi ha. Hoàn thành nhiệm vụ ma thần bài ca về rồng và tự do. Lâu quá rồi mình không nhớ đây là cái nhiệm vụ gì nữa, nhưng mình nghĩ chắc liên quan đến Venti. Ok. Đó là về sự kiện nhé anh em. Nếu có vấn đề gì thì mình sẽ gặp anh em trong cái video chi tiết về sự kiện nhé. Và trên trang chủ thì còn có một cái thông báo nữa, đó là về Hozo Fest Việt Nam. Thì cái này mình cũng không biết là cái gì và thực sự là mình cũng không bao giờ tham gia những cái chương trình như thế này. Thì đọc ở đây mình thấy có một số thông tin như là sự kiện được tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cái này càng không tham gia được. Ok, nếu như anh em ở Thành phố Hồ Chí Minh hay anh em quan tâm đến sự kiện thì anh em có thể tìm hiểu thêm thông tin bằng cách lấy link ở trang chủ hoặc là các mạng xã hội của Genshin nhé anh em. Tóm lại là rất hy vọng được gặp lại anh em trong những cái sự kiện và video liên quan đến Genshin, từ chương trình đặc biệt livestream tới video hướng dẫn sự kiện. Ok. Và mình đã rất nghiêm túc đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video thông báo nhanh của mình. Chúc anh em một ngày thật vui nhé. Hôm nay nếu có thể thì mình sẽ còn đăng thêm video đó anh em. Ok. Bye bye anh em.